Nhiều người vẫn chưa hiểu như thế nào là túi giọt nước và túi hình tròn. Trên thị trường hiện nay thì phần lớn để độn ngực thì chúng ta sử dụng túi độn hình tròn nhưng mà lại dáng giọt nước. Mọi người hay nhầm lẫn giữa túi tròn và túi giọt nước. Đây là một túi độn hình tròn, bề mặt tròn và cái điểm cao nhất của túi là đỉnh, từ đáy tới đỉnh của túi là cái phần giữa túi luôn. Nhưng khi chúng ta để như thế này, chúng ta cầm túi tổng cái đỉnh túi và dốc xuống như này thì chúng ta có cảm giác tựa như giọt nước. Đấy là vì đặc tính của cái gel bên trong của túi là gel linh hoạt, nên là túi tròn dáng giọt nước. Đây là cái xu hướng hiện nay, nghĩa là phải nói đến 90-95% là các chị em sẽ đặt túi tròn và dáng giọt nước. Ví dụ đây là túi Mentor chẳng hạn, đây là túi nano chip ergonomic của hãng Motivai, cũng là túi tròn nhưng cái phần khi mở dạng thái đứng ấy, thì cái phần gel nó sẽ đi xuống dưới và tự giọt nước. Còn túi giọt nước thực sự ấy, thì là bản thân cái hình dáng của túi đã là giọt nước rồi. Nhưng vì sao cái xu hướng hiện nay cái túi ngực ít đặt giọt nước? Vì là đặt túi giọt nước cái hình nó cố định như vậy rồi nên thường một thời gian cái túi xu hướng là cứng hơn so với túi tròn dáng linh hoạt. Và chính vì vậy nên là cái tỷ lệ các bác sĩ cũng như các khách hàng có nhu cầu đặt túi ngực giọt nước thì giảm đi rõ rệt. Hiện tại thì có một số trường hợp là các chị em sau khi mổ ca vú thì cắt bỏ tuyến sữa rồi tái tạo bằng túi giọt nước thì sẽ phù hợp hơn là tái tạo bằng túi tròn, vì cái túi giọt nước sẽ đảm bảo cho các chị em là có cái phần cực dưới nhô nhiều hơn so với túi tròn. Còn những trường hợp mà đặt túi giọt nước phổ thông ấy thì chúng ta phải nói đến túi mông. Đây là một ví dụ túi mông hình giọt nước. Chúng ta có thể thấy được là cái hình giọt dùng ở hình túi y như là một cái hình giọt nước, và tất nhiên là cái phần phía dưới của túi độ nhô nó sẽ nhiều hơn, và khi đặt vào vòng 3 ấy, thì tạo ra cái form rất là tự nhiên. Đấy, vừa tự nhiên để vừa được căng đầy và cả đưa một phần về phía hai bên nữa. Nên là hiện nay cái túi giọt nước sử dụng đặt cho mông nhiều hơn so với túi giọt nước đặt cho vòng 1.